Vâng, tạm đủ chơi. Quý vị đang trong chương trình Cồng Chiêng cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm. Chương trình của chúng ta đang đi dần đến những phút cuối. Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm là chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy.